ngồi trên đống giấy tờ làm việc, đi đi lại lại trên bàn, ngồi gọn trong lòng chủ, ăn ngay tại nơi làm việc. Những chú chó này là một phần của xu hướng mang theo thú cưng đến nơi làm việc đang phát triển nở rộ ở Thái Lan. Những chú chó này tạo ra bầu không khí thoải mái, giúp tái tạo lại nguồn năng lượng của chúng tôi khi chúng tôi cảm thấy quá căng thẳng. Còn đối với nhân viên, những chú chó này giúp họ có thêm động lực để làm việc và cũng là một chiêu để giữ họ gắn bó với công ty lâu hơn. Vào giờ nghỉ, họ có thể chơi với những chú cún của mình. Với một văn phòng như thế này, tôi muốn làm việc nhiều hơn nữa. Theo nghiên cứu của Đại học Virginia Commonwealth Mỹ, những nhân viên không mang vật nuôi theo chịu nhiều stress hơn là những người đưa vật nuôi đến nơi làm việc. Cụ thể, những người mang theo vật nuôi giảm 11% mức độ stress, trong khi nhóm còn lại có mức độ stress tăng đến 70%. Học tập công ty IDM, hiện nhiều công ty quảng cáo khác ở Thái Lan cũng cho phép nhân viên của mình đem theo thú cưng đến nơi làm việc.